Theo báo cáo thị trường lao động quý 3, 2023 của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, FAMI, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong quý 3 tập trung vào nhóm lao động có mức lương 10 đến 15 triệu đồng, cần gần 24.000 chỗ làm việc, chiếm gần 34,3%. Đứng thứ hai là nhóm lao động có mức lương 15 đến 20 triệu đồng với nhu cầu hơn 18.500 chỗ làm việc, chiếm gần 26,5%. Thứ ba là nhóm lao động có mức lương 5 đến 10 triệu đồng với nhu cầu gần 15.700 chỗ làm việc, chiếm hơn 22,4%. Thứ tư là nhóm lao động cao cấp có mức lương trên 20 triệu đồng với hơn 10.300 chỗ làm việc, chiếm gần 14,8%. Nhu cầu ít nhất thuộc nhóm lao động phổ thông có mức lương dưới 5 triệu đồng với gần 1.500 chỗ làm việc, chiếm khoảng 2%. Nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu mức lương của doanh nghiệp trong quý 3 không thay đổi nhiều so với hai quý trước. Tuy nhiên, nhu cầu tìm việc theo mức lương của người tìm việc lại có sự thay đổi lớn. Cụ thể, nhu cầu tìm việc của người lao động tập trung cao nhất ở mức lương trên 20 triệu đồng tháng với hơn 13.100 lao động, chiếm 40,6% tổng số lao động tìm việc. Tỷ lệ này cao gấp đôi so với nhu cầu tuyển dụng, cán cân cung cầu mất cân đối nghiêm trọng. Trước đó, kết quả khảo sát 6 tháng đầu năm của FAMI cho thấy, nhu cầu tìm việc của người lao động chủ yếu tập trung ở mức lương 10 đến 15 triệu đồng, chiếm 44,26%. Kế tiếp là mức lương 15 đến 20 triệu đồng, chiếm 24,51%, mức lương trên 20 triệu đồng chỉ chiếm 19,06%. Nhu cầu tìm việc theo cơ cấu mức lương trong 6 tháng đầu năm khá cân bằng với nhu cầu tuyển dụng. Cụ thể, ở mức lương cao, trên 20 triệu đồng, doanh nghiệp cần tuyển hơn 28.000 chỗ làm việc, chiếm 18,51% tổng nhu cầu nhân lực, gần bằng tỷ lệ tìm kiếm công việc với mức lương này.